Lên xe anh em ơi, hôm nay có nhiều điều thú vị lắm đấy. Nhanh Trí phải mượn cánh cửa thần kỳ của Doraemon để chúng mình quay về cái thời ngày xưa 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 của tổ tông mười mấy đời trước, xem các cụ ăn ở sinh hoạt như thế nào. Có ai muốn đi thì lên xe, thắt dây an toàn. À, nhớ đem theo não nhé. Thấy gì không? Có thể người cổ đại cũng thích ăn kẹo cao su lắm đấy. Các nhà khoa học đã tìm thấy một mẩu kẹo cao su được nhai cách đây lâu ơi là lâu, tận 8.000 năm tuổi rồi cơ. Rồi bạn có đoán được bã kẹo cao su này cổ đại sẽ trông như thế nào không nhỉ? Bạn chỉ có 10 giây thôi nha. Kẹo ơi, cái cục đen xì này mà là kẹo á? Không tin thì buộc cũng phải tin nha bạn. Nó còn in cả dấu răng của người tiền sử kia kìa. Các nhà khoa học cho rằng kẹo ngày ấy chỉ được làm từ nhựa cây, ăn vào dai dai, lâu lâu, nhai mỏi hết cả quai hàm thôi mà. Thế bây giờ cho bạn hai sự lựa chọn, một là ăn cái cục đen nhẻm kia, hay là ăn cái kẹo cao su bây giờ, thì bạn sẽ chọn cái nào? Cái nào ngon hơn nhỉ? Chắn là kẹo bây giờ nó phải đẳng cấp thơm ngon hơn rồi, chứ đen thùi lùi nhìn như cái cục ấy thế kia chắc là không ngon đâu. Gớm, đấy là Nhanh Trí đang nói với cái cảm nghĩ của người hiện đại thôi, chứ với người cổ đại xưa thì đây là thứ kẹo có tác dụng chống hôi miệng cực mạnh đó nha. Tiếp theo là thứ ba chứ không phải con ba ba. Bao nhiêu năm cái phim hoạt hình, liệu bạn có biết bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới là bộ phim nào chưa? Trả lời được mới là cao thủ nha. Đâu là bộ phim hoạt hình đầu tiên, Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn hay Phantom Magoo? Có phải các bạn nghĩ là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn không? No, no! Bộ phim hoạt hình đầu tiên là Phantom Magoo được tạo ra bởi họa sĩ người Pháp có tên là Émile Cohn vào năm 1908. Uầy, tức là cách đây cả trăm năm rồi cơ. Tất nhiên ngày xưa thì chưa được xịn sò như bây giờ rồi. Đây là một bộ phim không có tiếng, cũng chả có màu sắc gì cả, mỗi đen trắng thôi, nhưng xem là bánh cuốn luôn. Tất cả đều được vẽ bằng tay đấy. Nội dung nói về cuộc phiêu lưu của các nhân vật trong truyện quá là đỉnh luôn. Nếu mà bạn có thời gian sau khi xem video này xong thì nhớ lục lại để xem nhé. Chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Câu hỏi tiếp theo chỉ có 7 giây để suy nghĩ thôi. Ai mà trả lời được thì không hề tầm thường một tí nào đâu. Chiếc bánh đang giấu ở đâu? Đố bạn nhìn thấy. Hóa ra cái bánh đang ở đây, Nhanh Trí chọn bừa mà cũng đúng đó. Đúng là ăn ở tốt, số đỏ. Có ai chọn đúng chỉ với 5 giây không? Chúc mừng, chúng ta xứng đáng có được danh hiệu vừa xinh vừa tinh. Tuy nhiên đừng vội mừng, biết đâu những câu hỏi sau lại xịt thì sao? Nãy giờ bạn không biết là giờ ra chơi giải lao à? Bây giờ tập trung nào. Trả lời được câu này mới là chiến thần giải đố cơ. Đố bạn con gì xuất hiện đầu tiên trên thế giới đấy? Con khủng long, con vi khuẩn hay con giun ta? Câu này vừa là câu đố khoa học mà cũng có thể là câu đố mẹo hơi bị vui luôn. Còn gì ai mà biết, bởi vì lúc ý Nhanh Trí đã sinh ra đâu. Bắc thang lên hỏi ông trời, ông bảo đi xuống hỏi chị Google. Còn chị Google thì chị bảo: ta không dám chắc chắn xác nhận là con gì cả, nhưng theo các nhà khoa học thì sinh vật đầu tiên là vi khuẩn nha. Ủa, thế giờ em biết tích đáp án đúng là đáp án nào đây? Ban giám khảo khán giả ơi, các bạn cho rằng là con nào, comment giúp Nhanh Trí với. Thế còn điều này, mãi mà Nhanh Trí không dám hỏi ai, không dám nói ra, có bạn nào thắc mắc giống mình không nhỉ? Thế giới giờ hơn 7 tỷ người, nhưng ai mới là người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này thế? Ngọc Hoàng Đại Đế, Chúa Giê-xu hay người khổng lồ? Câu hỏi này rất xoắn não đúng không nào? Thú thật nhá, đến nay các nhà khoa học vẫn còn đau hết cả đầu chưa biết nữa đấy, vì không có ghi chép nào làm bằng chứng ghi lại cả. Nope. Tuy nhiên các nhà khoa học và con người chúng ta tin rằng loài người đã phát triển từ một tổ tiên chung khoảng 200.000 năm trước. Mặt khác thì thông tin mới nhất năm 2023, các thám tử ngầm nhà Nhanh Trí gửi về, con người đầu tiên không rõ mồm ngang mũi dọc ra làm sao, nhưng được các vị thần tạo ra chứ không phải tiến hóa từ vượn hay người cổ đại đâu ý. Bạn có thêm thông tin gì về điều này không? Nhớ mách Nhanh Trí với nhá.
cuộc đời thật lắm éo le, cũng là điện thoại nhưng Samsung thì ít, iPhone thì nhiều. Bạn đang dùng điện thoại hãng gì? Nếu đang dùng iPhone, chả lẽ lại không trả lời được câu hỏi này sao? Chiếc điện thoại iPhone đầu tiên trên thế giới là iPhone mấy? iPhone 1, iPhone 5 hay iPhone 2 ta? Có thể nhiều anh em chưa biết, chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới là iPhone 2 đấy. Tuy nhiên, tên gọi đúng là iPhone 2G, ra đời năm 2007. Có bạn nào 2K7 mà vẫn là fan nhanh trí không thế? Đừng quên comment điểm danh xuống bên dưới nhá. Còn iPhone ngày đấy mà so với bây giờ, đương nhiên nó không được xịn sò như iPhone 14 bờ rồ mắc của các bạn đâu. Bé hơn này, nhìn không đã, lướt YouTube, TikTok hay chơi game thì có mà đơ như cây cơ. Cơ mà hồi đấy ai có con iPhone này á, thì ngầu hơn cả trái bầu, cỡ giàu siêu VIP Pro luôn đấy. Nhanh trí nhìn lại mình thì không giàu tiền, nhưng được cái giàu tình cảm, giàu kiến thức. Ai mà muốn giàu như nhanh trí lại còn được hưởng ké cái khả năng sống lâu nghìn tuổi thì chúng ta đi tiếp nhở. Thử thách ai sợ là thua tới đây. Sinh vật bất tử đầu tiên trên thế giới là con gì? Bọ gấu nước, sán hay con đỉa? Loài vật bất tử trường sinh bất lão trên trái đất là con gấu nước, có tên khoa học là tardigrade. Những bé gấu nước này đã sống sót qua những thiên tai khủng khiếp nhất của trái đất như vụ nổ thiên thạch, khủng long tèo hết, nó vẫn chả sao. Bom nguyên tử, động đất, sóng thần các kiểu, chúng nó vẫn sống nhân răng, thậm chí cho nó sống được ở nơi lạnh nhất thế giới hay thả nó vào nước sôi vẫn ok là. Hí, ngọ nguậy tung tăng như cái cách bạn đi trên sân trường vậy. Nhìn ngộ thật, béo ú nu mà rõ lắm chân. Anh em đã nhìn thấy mấy em nó ở đâu bao giờ chưa? Rủ nhanh trí đi nhìn với. Hê hê. Bây giờ nếu bạn nghĩ mình là người có đôi mắt tinh tường, hãy thử giải câu đố dưới đây xem bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra đáp án nhé. Có bao nhiêu người đi cắm trại, đố bạn nhìn ra đó. Bạn nghĩ là 3 người ư? No no, đâu có dễ như vậy đâu. Hãy quan sát kỹ nhé. Có 4 cái bát, 4 đôi đũa, 4 cái cốc. Vậy thì 100% là có 4 người rồi. Chắc người thứ tư đi tè hay là đi chơi ở đâu đó thôi. Nãy giờ cười thả ga ha ha rồi, bây giờ chúng mình lại uống Coca. Cơ mà uống Coca đã lâu, chắc gì anh em đã biết điều này. Đâu là chai Coca đầu tiên trên thế giới nhỉ? Là cái chai này á? Thật không thể tin được, cái chai Coca ngày xưa nó nhìn đơn giản như này. Trông kìa, nhìn không kỹ còn tưởng đó là chai nước mắm ý. Sau bao lần thay da đổi thịt, Coca đã ngày càng lợi hại, xịn sò hơn nè, ngon hơn và đẹp hơn nữa. Bạn nào cũng là fan Coca như nhanh trí không ta? Nhớ thả một nút like cho Coca nhé. Nói đến Coca mà lại bỏ qua hai anh bạn thân ai ấy lo là Pepsi và Fanta là dỗi rồi. Trong ba loại Coca, Pepsi, Fanta thì cái nào lớn tuổi nhất đấy? Oh wow, tìm Pepsi đâu cả rồi. Sorry bạn nhé. Vì Coca cái lúc eoe cất tiếng khóc chào đời thì Pepsi lúc đấy vẫn còn nằm trong bụng mẹ, chưa biết cái mô tê gì đâu. Ai mà biết định mệnh cuộc đời sinh ra đã là đối thủ trên thương trường với nhau cơ chứ. Vậy có nghĩa là Coca già đời hơn chứ còn sao. Bạn thích Coca hay Pepsi hơn thế? Hãy cho một cái tên xuống phần comment đi. Bạn có còn nhớ lần đầu tiên bạn tỏ ra thông minh là bao giờ không? Bây giờ muốn thông minh x2 lần chứ thì càng không được bỏ qua câu hỏi tiếp theo này nha. Đố bạn biết đây là cái máy gì? Máy ảnh khổng lồ, máy giặt khổng lồ hay máy sấy tóc khổng lồ thế? Tin được không trời, nó chính là cái máy ảnh đầu tiên trên thế giới đó. Siêu to khổng lồ luôn phải không nào? Dài ngoằng, to thù lù như cái xe tải ý. Cái này á, để chụp một tấm ảnh thôi đã đủ mệt rồi. Đâu như bây giờ, chỉ cần giơ điện thoại lên chụp sương sương vài kiểu là có cả một đống ảnh xinh lung linh rồi. Thức đêm nhanh trí tỉnh bằng trà, yêu fan mình trả bằng một câu hỏi hack não này được không? Trà với sữa kết hợp lại ra trà sữa. Ồ, thì cái này ai chả biết. Thế nhưng trà với sữa thì cái nào có trước, bạn có biết không nhỉ? Ồ,
ở nhở? Cái nào có trước đây trời? Các bạn ơi giúp mình với, mình chỉ biết trà sữa của mấy vị thôi, chứ hỏi cái nào có trước thì não nhanh trí chưa kịp loát. Hay, biết tuốt mãi rồi, cũng có lúc bó tay, ngại ghê. Mà nói đến lại thèm tà tưa rồi đấy, phải uống một cái cho hết thèm được. Nhâm 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 nhâm, ngon quá đi. Chị nhanh trí ơi, ăn ít thôi, lo giải đố đi kìa. Ok, mày ăn quá, suýt quên đấy. Hôm nào chúng mình cũng phải đi học đúng không? Thế đố anh em trả lời được câu này nhá. Đâu là ngôi trường đại học đầu tiên ở Việt Nam? Văn Miếu, Quốc Tử Giám hay Đại học Huế? Cái này mà bạn nào học giỏi lịch sử lớp 3 cũng biết. Anh chị lớp 5 mà trả lời sai thì dở rồi. Đương nhiên là trường Văn Miếu, Quốc Tử Giám rồi. Các bạn biết không, ở đây hội tụ toàn nhân tài của đất nước ngày xưa thôi, và học giỏi siêu đỉnh luôn. Bạn nào mà muốn xin vía học giỏi trước mỗi kỳ thi, thi được điểm đỗ đạt cao thì nhớ kêu bà mẹ cho ra đây sờ đầu cụ rùa nha. Còn nếu chưa có cơ hội thì hôm nào nhanh trí ra, nhanh trí sơ hộ nhé. Đã đi học rồi thì phải có bút. Thế nhưng mà cái bút đầu tiên mặt mũi như nào thì còn lâu mình mới nói. Anh em tự trả lời có được không nào? Ai mà tự tin trả lời đúng câu hỏi này, chắc viết chữ đẹp lắm đây. Các bạn nghĩ là cái nào thế? Mình nghĩ cây bút đầu tiên nó đơn giản, chỉ là sợi lông gà, lông vịt, lông chim đơn giản như này thôi. Các bạn có thích tập những cái đầu tiên ngày hôm nay không? Phản hồi cho nhanh trí biết theo cấp độ siêu thích, thích vừa, chả thích, để chúng mình còn biết đường làm cái thật hay hơn nhé. I love you!